Hôm nay bán loa Amly giới thiệu và trái ngành giới thiệu cho các bác một lô đồng hồ vừa về nhé. Em thì làm chuyên audio. Hôm nay nhân tiện kèm được khoảng chục chiếc đồng hồ cây nhập Mỹ, nhập Đức về cho các bác. Toàn bộ máy cơ nhé. Đây để em quay đây để các bác nhìn tổng thể các bác nhìn này, các bác ưng em nào cứ điện trực tiếp cho bên em nhé, số điện thoại này 0983698857, mạng Viettel các bạn. Các bác có thể kết nối Zalo nhé để có thể gọi hình gọi nhất được. Đó, tổng thể là như này. Về giá thì cơ bản là loanh quanh khoảng tầm độ trên dưới 30 triệu một chiếc. Đấy, ví dụ như những em kiểu dạng như này, dáng đơn này, đấy, khoảng tầm 29 triệu. Đấy, đây em quay luôn cho các bác, ví dụ một em 29 này, giá rất hợp lý. Các bác đi cũng vào shop em thì shop em không phải mặt đường đâu. Shop em audio thì rất là mấy chục, hơn chục năm, gần 20 năm rồi thì vẫn ở nguyên cái địa chỉ này thôi, ở trong ngõ thôi. Đấy, chi phí nó cũng, chi phí cửa hàng nó gần như không mất thôi. Đấy, cho nên là anh em cộng một chút thôi. Còn những cái chiếc này nếu mà bây giờ mà thuê cửa hàng, nhiều anh em bảo là thuê cửa hàng đi đỗ giúp mọi cái cho tiện, nhưng mà tóm lại là cửa hàng đẹp, to, hoành tráng, nhân viên nhiều thì cuối cùng là cũng là từ ví các bác trả thôi. Cho nên thôi em cứ tiết kiệm chi phí. Ví dụ trước này mà ra cửa hàng lớn rồi chi phí nhân viên rất hoành tráng thì chắc là em nghĩ nhẹ nhàng thì cũng phải rơi vào khoảng tầm 38, 39 triệu là ít. Bởi vì những cái chiếc đồng hồ này em nhấn mạnh các bác là phục vụ những cái người thực ra chơi đến chơi đồng hồ rồi thì anh em cũng phải có gọi là nói đúng là cũng có một chút dư giả rồi thì anh em mới tìm đến những cái sản phẩm mang tính chất là bày như thế này, vừa là đồ chơi vừa là đồ trưng bày của những cái phòng khách rất là đẹp, đẳng cấp luôn đấy. Cho nên là giá rổ mọi cái thì nó cũng rất là vô cùng. Nhưng mà đấy, xin báo giá luôn các bác, ví dụ như chiếc này tầm 29 triệu. Còn những cái chiếc loanh quanh như này thì nó cũng giá khoảng dao động khoảng tầm trên dưới 30 triệu một chiếc. Thì anh em cứ qua hoặc là cứ điện trực tiếp cho bên em nhé. Em sẽ tư vấn cho các bác về cây kiểu dáng như nào. Đấy, tất cả là không hề chạy pin nhé. Toàn bộ này là máy cơ nhập khẩu nguyên cây của máy đây, anh em nhìn đấy. Toàn bộ là máy cơ, anh em nhìn những cái phần bánh răng, phần tời, phần treo lắp, treo tạ. Đấy, máy gông búa chuông rất hay. Đấy. Mặt mũi tuyệt đẹp luôn. Những cái em này thì tuổi đời là các bác lưu ý nó rơi vào trên dưới 20 năm tùy chiếc. Mặt mũi đây trên dưới 20 năm, nhưng anh em nhìn cái nước xi mạ. Thực sự là phải nói cái đồ tư bản của nó, thứ nhất là nó rất là bền. Thứ hai là rất là đẹp. Anh em nhìn những cái góc cạnh người ta làm rất là đẹp luôn, kính mài đấy, khẳng định luôn. Anh em bày những chiếc này vào phòng khách thì nó tăng thêm cái độ sang trọng của phòng khách nhà anh em đó. Đấy, qua nhiều anh em bảo quay qua kính nó bóng nhá, bây giờ em mở này, mở cánh ra này, đây quay trực tiếp luôn cho anh em nhìn luôn những cái số luôn đấy, tức là nó đẹp xuất sắc luôn. Những cái máy này thì về thì em đã bảo dưỡng, lau dầu, lau chùi rồi. Anh em chơi là sung sướng luôn rồi. Những cái vết kiểu này là em tra dầu cho nhé. Đấy, nó sử dụng dầu thôi, dầu kiểu dầu lin, dầu máy chuyên dụng thôi. Thì anh em tra vào để cho những cái bánh răng nó chạy thì nó vận hành nó được trơn tru thôi. Đấy. Ở những chiếc này. Rồi, anh em nhìn không phải mặt đâu, kể cả những cái phần tạ này, phần lắp này. Nó rất là đẹp. Đây anh em nhìn này, một chiếc trên dưới 20 năm rồi mà. Các cái số rồi, các cái mặt nó rất là đẹp. Quay thực tế nhé, không qua kính này thì nhìn nó sẽ bóng hơn này. Nhưng mà em để thực tế, em quay thực tế không qua gì này. Mà nó còn đẹp như này, đây. Còn những chiếc Edison này. Nó rất là đẹp. Đấy, hôm nay em mới quay được tổng thể cho anh em. Hôm qua thì là nhập cây về thì bắt đầu mới lắp tạ, mới lắp vào.
Đấy, thì hôm nay mới quay tổng thể được cho anh em rất là nhiều mẫu nhá. Anh em qua sớm đi để chọn được những cái chiếc nó ưng ý nhất với mình, bởi vì là không có chiếc nào giống chiếc nào cả. Mỗi chiếc nó có một vẻ đẹp riêng. Đấy. Đây, những chiếc ba buồng này thì nó đắt nhất này. Ba buồng này thì em giao lưu anh em chỉ khoảng tầm 43 triệu. Đấy, tầm 43 triệu thôi. 428. Đấy, một em ba buồng. Những em này trên thị trường các bác đi nó rất là vô cùng giá nhé. Đấy, để em bỏ cái loa ra cho anh em nhìn. Những chiếc ba buồng hoành tráng như này ấy, anh em mà đi tham khảo có thể có chỗ người ta hô đến 6-7 triệu. Thì các bác cũng không biết đâu mà lần đâu. Em làm trong ngành rồi thì em biết. Đấy, nó vô cùng lắm. Đây anh em nhìn này. Mặt nó như này, Howard Miller này. Này, cánh này. Mặt lề này. Đấy. Đấy. Số của em thì về cơ bản thì về cái diện tích thì nó cũng không được rộng. Nói luôn các bác, thì nó không rộng. Cả cái shop gian này được có 25 mét mà bây giờ để vài cặp loa với mà mấy chục chiếc âm ly là đã chật rồi. Đấy, xung quanh toàn bộ là loa âm ly. Cho nên là đồng hồ cây này về nó rất là tốn diện tích. Chi phí mặt bằng thì cũng không nhiều, nhưng mà tóm lại là cũng về nhập về chọn và cộng một chút, muốn giao lưu nhanh với anh em thôi. Cho nó gọn chỗ. Anh em nào thích qua trực tiếp nhá. Đây này. Đây, anh em nhìn kể cả loa em nhập về này. Loa Nhật này. Đấy, anh em nhìn này. Rất là đẹp. Không phải lô nào nó cũng được đẹp đâu. Những cái loa, những cái gông kiểu này. Đấy. Đẹp xuất sắc nhá. Đấy. Nhập thì có nhập nhiều đấy. Nhưng mà cũng có những cái chiếc nó cũng bị gọi là ê. Đây hai chiếc ở trong này. Đấy, anh em nào lấy em thanh lý cho nhá. Chiếc này em rất là tâm huyết lúc nhập về đây. Tại vì nhìn cái kiểu dáng nó, màu sắc nhìn nó rất hiện đại. Mà không hiểu sao nó lại, chắc là gu nội thất của anh em bây giờ nó thiên về cái màu gỗ hơn là cái màu kiểu sáng ở kia. Đấy, anh em quan tâm trước nào thì alo trực tiếp cho bên em nhé. Đây này, để nhìn thấy cái em vân nu này nhìn rất đẹp này. Đấy, có những rất nhiều anh em thích cái kiểu ở trên nó có cái vân nu này. Đấy. Có những em thì thích ở trên nó có những cái triện kiểu này. Đấy, hoặc là vân nu chia kiểu này. Mỗi chiếc một kiểu. Không chiếc nào giống chiếc nào. À, chiếc này nó thêm cái cột xong rồi nó lại thêm cái kiểu dạng như cái gọi là cái phù điêu bằng đồng này, hai bên ở dưới nữa, kết thúc ở dưới đấy. Đấy, mỗi chiếc nó có một vẻ riêng. Chiếc nào cũng đẹp. Và giá rất là hợp lý chứ, giá thành phải chăng. Anh em chụp ảnh màn hình và địa chỉ vào nhá để anh em xem. Rồi, quay toàn cảnh cho anh em lần nữa đây. Rất là đẹp luôn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác nhé.